những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Dàn sao khủng V-Big nô nức đến chúc mừng đám cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Kỳ Duyên, Ngọc Sơn, Diệp Lâm Anh và nhiều sao Việt đã đến dự tiệc cưới và gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến đại gia phố nối Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Đến dự đám cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang quy tụ nhiều ngôi sao đình đám làng giải trí Việt. Vừa qua ngày 28 tháng 7, hôn lễ Cường Đô La và Đàm Thu Trang chính thức diễn ra. Tiệc cưới của Cường Đô La và Đàm Thu Trang diễn ra tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới năm sao tại thành phố Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Tiệc mừng được thực hiện ở một khách sạn sang trọng bậc nhất Sài Thành, nơi đây từng là địa điểm tổ chức của rất nhiều ngày vui của giới nghệ sĩ. Đàm Thu Trang khoe vẻ đẹp ngọt ngào trong ngày cưới. Đàm Thu Trang âu yếm lau mồ hôi cho ông xã Cường Đô La. Cũng giống như nhiều cặp đôi sao Việt khác, an ninh tại địa điểm này được thắt chặt tối đa. Những ai có thiệp mời mới được vào khu vực hội trường nơi diễn ra hôn lễ. Ngoài thông báo không phục vụ trẻ dưới 5 tuổi, hạn chế tối đa việc khách mời sử dụng các phương tiện quay chụp, cả hai còn siết chặt an ninh để đảm bảo sự an toàn cho hôn lễ. Những khách mời sẽ đi vào trong hai lớp kiểm tra của bảo vệ. Bắt đầu từ chiều, các khách mời tham dự đám cưới của đại gia phố núi đã có mặt. Bên cạnh người thân từ hai bên gia đình, khá nhiều bạn bè thân thiết của cặp đôi là những ngôi sao nổi tiếng cũng xuất hiện như Diệp Lâm Anh, vợ chồng Bông Chuẩn, đại gia Minh Nhựa, Duy Mạnh, Kỳ Duyên, Phan Thành, Châu Đăng Khoa, người mẫu Thu Hiền, ai nấy đều vô cùng rạng rỡ và gửi lời chúc phúc đến Cường Đô La, Đàm Thu Trang. Diệp Lâm Anh bế bụng bầu 6 tháng cùng chồng đến chúc mừng bạn thân Đàm Thu Trang và Cường Đô La. Tôi và Bông Chuẩn chúc Thu Trang làm sao để tỏa sáng nhất trong ngày hôm nay. Hôm qua tôi có gọi điện thì Trang nói rằng anh Cường còn lo lắng và run hơn Trang nhiều. Kỳ Duyên cũng có mặt ngay từ rất sớm để chúc mừng ngày cưới của Đàm Thu Trang. Tôi và chị Trang có mối quan hệ khá thân thiết, tôi cảm thấy hạnh phúc và muốn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hai anh chị. Hy vọng đám cưới hôm nay là ngày vui vẻ của mọi người, chúc anh chị hạnh phúc, cô chia sẻ. Cô diện trang phục vừa cá tính vừa gợi cảm với phần cắt xẻ táo bạo khoe vòng một gợi cảm. Đại gia Minh Nhựa là bạn thân của Cường Đô La, anh cũng có mặt trong ngày trọng đại của đôi vợ chồng này. Ca sĩ Duy Mạnh xuất hiện trong đám cưới của đồng nghiệp. Thiếu gia Phan Thành diện vest điển trai đến chúc mừng Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận là một trong số nghệ sĩ tham gia sự kiện. Các phóng viên ảnh sẽ không thể nào paparazzi được cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Họ được ban tổ chức giấu kín, không ai có thể nhìn thấy họ. Có thể nói vui là họ sẽ mất tích trong hôm nay và chỉ xuất hiện khi đón khách mời. Mọi khâu chuẩn bị như trang điểm, làm tóc hay phục trang cho cô dâu chú rể đều diễn ra ở một nơi bí mật. Đó là ý tưởng của ban tổ chức, nguồn tin cho hay. Ca sĩ Ngọc Sơn mang quà khủng đến chúc mừng Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Người mẫu Thu Hiền, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa trong lễ cưới, trước khi hôn lễ chính thức diễn ra, cặp đôi gửi lời xin lỗi tới truyền thông vì không cho phép tác nghiệp, họ viết. Thu Trang và Quốc Cường cảm ơn các anh chị báo chí đã quan tâm và đến đưa tin về đám cưới của hai vợ chồng. Tuy vậy, Thu Trang cũng xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của anh chị và xin phép các anh chị không tác nghiệp tại tiệc cưới vì sự kiện này cả hai dành riêng cho người thân và bạn bè. Người mẫu Thu Hiền là đồng nghiệp thân thiết với cô dâu. Cô lọt top 5 cuộc thi Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên và là quán quân cuộc đua kỳ thú. Chân dài xuất hiện với váy cúp ngực gợi cảm và mái tóc màu nổi bật. Nam ca sĩ Ngọc Sơn mang quà tới tặng doanh nhân 37 tuổi và vợ. Hôn lễ của cặp đôi và dàn nghệ sĩ tham gia thu hút sự quan tâm đặc biệt khán giả giới truyền thông. Trương Thế Vinh, tính ra tôi có nhiều bạn mà như không. Lời chia sẻ đầy xót xa của Trương Thế Vinh khiến nhiều người cảm thấy thương cho nam ca sĩ. Cô đơn giữa vạn người chính là điều mà chẳng ai mong muốn. Showbiz Việt những ngày qua được dịp xôn xao vì câu chuyện của Trương Thế Vinh và một cửa hàng thời trang. Cụ thể, nam ca sĩ tố thương hiệu này sử dụng hình ảnh của mình để quảng bá với mục đích kinh doanh mà không xin phép. Trong khi đó, cửa hàng này lại cho rằng họ có quyền làm như thế vì Trương Thế Vinh đang mặc đồ do họ thiết kế. Cuộc khẩu chiến qua lại giữa hai bên không có hồi kết vì không ai chịu nhường ai. Câu chuyện này không chỉ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng mà nhiều sao Việt cũng vào cuộc.
Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ là những cái tên như Cao Thái Sơn, Quốc Thiên, Chu Liên Nguyễn, Lý Phương Châu lại đứng ra bên vực phía cửa hàng thời trang sử dụng chùa hình ảnh Trương Thế Vinh. Trong khi đó, có rất ít sau việc trực tiếp nói đến hay bên vực nam ca sĩ tình yêu hoa gió. Có thể thấy trong các bài đăng trên trang cá nhân để nói về vụ tranh chấp bản quyền hình ảnh, đa số là fan của Trương Thế Vinh vào để lại bình luận ủng hộ cho thần tượng, rất ít nghệ sĩ lên tiếng. Mới đây, nhiều người phát hiện ra một bình luận đầy xót xa của Trương Thế Vinh về việc chơi với nhiều người nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Khi trả lời một người bạn chơi thân với nhau đã lâu, Trương Thế Vinh cho biết, tính ra tao có nhiều bạn mà như không. Người bạn của Trương Thế Vinh cũng chia sẻ lại rằng, ngày xưa tao với mày chung một tổ cùng tên Vinh, học cũng ganh đua, sau đó nhà tao biến cố, tao bôn ba. Tôi cũng gặp lại rồi chụp ảnh và gắn bó với mày. Khi bắt đầu lại sự nghiệp, rồi tình cờ cái vận của mày và tao cùng đi lên trong nửa năm nay, không phải cái gì chia sẻ tâm sự với nhau hàng ngày là gắn bó đâu, âm thầm quan tâm, theo dõi mới là bạn thân và tri kỷ. Trương Thế Vinh chia sẻ với bạn bè về việc chơi với nhiều người cũng như không, có thể thấy việc không có quá nhiều sao việc đứng lên bên vực hay ủng hộ cho Trương Thế Vinh cũng không phải điều khó hiểu. Chắc chắn trong giai đoạn gây tranh cãi này, những ai lên tiếng không khéo đều rất dễ trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Hiện tại, theo những chia sẻ của Trương Thế Vinh, anh đã gửi vụ việc cho luật sư để tiến hành giải quyết. Ngoài ra, phía thương hiệu thời trang mà Trương Thế Vinh tố cáo sử dụng trái phép vẫn chưa có động thái gì tiếp theo. Vợ Ngọc Trai thay mặt chồng xin lỗi Trương Thế Vinh vì lỡ tham gia chỉ trích đàn anh. Sau hàng loạt tin nhắn, bình luận chỉ trích của cư dân mạng vì phát ngôn của chồng, vợ Ngọc Trai thay mặt đứng ra nhắn tin xin lỗi đàn anh Trương Thế Vinh. Sau loạt ồn ào, vợ chồng quý rơm Ngọc Trai đã chính thức lên tiếng xin lỗi đàn anh Trương Thế Vinh chỉ vì một câu nói vạ miệng gây ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình nói chung và con trai cưng nói riêng. Những ngày qua, câu chuyện ồn ào giữa Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn. Sau nhiều tranh cãi căng thẳng, thì đến 26 tháng 7, cả nam diễn viên và nhãn hàng đã ra mặt xin lỗi đối phương. Cuối cùng, cả hai bên thống nhất bỏ qua câu chuyện vì đã có quá nhiều hiểu lầm. Là người trực tiếp tham gia bình luận vào scandal này, Ngọc Trai bị chỉ trích nặng nề khi để lại bình luận ở bài viết của Thái Bá Dũng cho rằng fan này anh Vinh không khéo rồi, ảnh nhéo lộn anh Dũng rồi. Bình luận của Ngọc Trai nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của cộng đồng mạng khiến anh và con trai bị chỉ trích dữ dội. Chứng kiến cảnh chồng con chịu áp lực dư luận, bà xã Quyến Rơm đã nhờ Ngô Kiến Huy mở nhóm để vào thay mặt chồng đứng ra xin lỗi. Cô chia sẻ, có thể khi mình úp hình này lên mọi người sẽ thắc mắc sao trai không úp mà để cho mình úp và sẽ lại chửi trai hèn gây ra xong lại để vợ mình đứng ra đúng không? Nhưng chính mình muốn lần này mình là người đứng ra và chịu trách nhiệm nói về chuyện này chứ không phải trai. Vì trong lúc này mình chẳng muốn nghe hay đọc bất cứ điều gì của trai ngoại trừ việc thật sự biết cái sai của mình ở đâu và xin lỗi anh Vinh. Trai đã nhắn tin xin lỗi anh Vinh rồi và anh Vinh cũng bỏ qua, cũng không trách nữa. Thì mình mong mấy bạn hiểu giùm vợ chồng mình. Bản thân mình thấy chồng mình không hèn vì biết nhận lỗi và biết xin lỗi và mình mừng rồi. Trai đã xé mất gia đình chỉ vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Mình mong đây là bài học đáng nhớ cho trai. Vợ chồng ở với nhau quan trọng ở lúc này và mình cần bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Mong mấy bạn thương mình và búp mà để cho mọi chuyện qua đi. Cảm ơn mọi người. Vợ của Ngọc Trai chia sẻ lên trang cá nhân của mình cho biết cả hai đã đứng ra xin lỗi Trương Thế Vinh vì có phát ngôn không đúng. Ngọc Trai nhắn nhủ, dạ em đây anh Vinh, em xin lỗi anh vì phát ngôn thiếu suy nghĩ của em. Em chỉ nghĩ đơn giản thôi mà không ngờ không đúng lúc làm mọi chuyện lại trở nên phức tạp. Em mong anh bỏ qua cho em. Em rất xấu hổ vì đã để vợ con liên lụy. Đây cũng là bài học cho em. Em không nên thiếu suy nghĩ như vậy nữa, dù chỉ là đùa vui. Không sao trai ơi, anh không định làm mọi chuyện lớn, chỉ muốn cá nhân anh và shop tranh luận không sai, quan điểm mỗi người thì họ tự có trách nhiệm, anh không trách, nên em đừng suy nghĩ. Toàn bộ những dòng tin nhắn mà cả vợ chồng Ngọc Trai xin lỗi đàn anh, Trương Thế Vinh chấp nhận lời xin lỗi của hai vợ chồng nam diễn viên. Dòng trạng thái tâm sự của vợ Quý Rơm chia sẻ đã nhận đông đảo lời nhắn nhủ động viên tinh thần, cũng như luôn yêu thương ủng hộ gia đình mình. Trước đó, bà xã Ngọc Trai cũng đăng tải dòng trạng thái khá dài, thể hiện nỗi bức xúc khi chính những phát ngôn của chồng đã gây ảnh hưởng không nhỏ. Nguyên văn cô viết, sáng giờ đọc rất nhiều tin tức và không nghĩ rằng lại có trai trong ấy. Khi đọc được chắc mọi người không nghĩ mình cũng tức. Mình không nói trai đúng vì thực sự trai sai. Sai ở chỗ vạ miệng giỡn nhay, cứ nghĩ để cho bớt căng thẳng chứ không nghĩ cái comment ấy lại đá xéo hay chỉ trích và hùa theo. Nhưng mọi người ơi,
Đúng người sai là cha chứ đâu phải bé Búp mà mọi người nhắn tin, dùng những ngôn từ để người làm mẹ như mình cảm thấy rất đau lòng. Búp nó còn mẹ mà, chứ đâu phải chỉ một mình ba. Ủa chuyện nào ra chuyện đó, chứ lôi một đứa trẻ con chỉ mới 9 tháng ra để chửi ba nó mọi người hãy già lắm sao. Làm ơn chuyện của người lớn đừng lôi con mình vào, hơn ai hết mình cảm thấy áp lực rất nhiều. Mong mọi người hiểu, và sau chuyện này mình tin rằng trai sẽ để ý hơn trong phát ngôn của bản thân. Giỡn đúng chuyện, mình rất ít khi chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng, từ khi sanh đến giờ. Toàn đăng hình Búp và hai vợ chồng ít khi có một tấm chụp chung là mọi người đã hiểu mình áp lực đến cỡ nào. Tối nay mình áp lực đến nỗi muốn ly hôn vì quá mệt mỏi, muốn tránh xa cuộc sống này, ôm con đến một nơi khác. Nhưng mình nghĩ lại người đàn ông này chỉ sai ở chỗ nói năng linh tinh vạ miệng, khi không phải chuyện của bản thân mà cứ gây ra chuyện thôi, còn ngoài ra là người hết lòng vì hai mẹ con. Một năm trước, cũng giờ này, mình không có sung sướng mà nằm nhà lướt Facebook online đâu. Mình đang ôm bụng bầu và bị người ta chơi đến nỗi cứ ở nhà là khóc lóc không ngủ. Trai phải chở mình suốt cả đêm lòng vòng ngoài đường, chỉ để tìm giấc ngủ cho vợ, dù trai có thức đến sáng rồi đi làm xong là chỉ chạy ù về. Em ơi buồn ngủ không, anh chở em đi ngủ, ráng lên còn có anh. Em ơi cho anh chợp mắt tí xíu xong mình đi hen. Đến hiện tại trên trang cá nhân của Ngọc Trai và vợ đều khóa tất cả các bình luận của gia đình theo chế độ riêng tư vì đang lo sợ những lời chỉ trích trên mạng xã hội ảnh hưởng đến con trai cưng.